Lấy gì em á? Hả? Đâu quá? Đâu? Đâu? Lấy gì? Đứng ở đấy, chờ, đứng ở đấy canh này. Sao bên kia, chờ bên kia. Má ơi, anh đi. Rồi, rồi, rồi. Dưới đây, trong này đâu rồi? Rồi, rồi. Đâu quá? Đâu, đâu. Đưa đấy đéo rồi. Đấy, mọi người đây. Nhanh nhá. Có một con này bỏ ra phát được nhỉ. Ờ, dặn giảm cái này là hơn lượn. Mắc. Ờ. Ôi trời. Rồi. Con này. Ui. Ừ. Đâu? Mắc vào sông à? Mắc. Kìa. Có gì anh? Mắc đây, mắc. Mắc. Ủi mắc đâu, ủi đằng này. Đâu? Mắc đâu. Ui. Con to lắm Quỳnh à. Con gì đấy? Kéo biết con gì chạy rào cỏ ra. Mắc. Ui. Mày dọn qua đi vẽo nó nào cỏ dầm mà. Xuống đây. Quê ở ngoài đấy nhá. Đây, mắc đây. Mắc đây. Ui. Mắc có đánh thôi. Bây giờ nó vào cái đống này thì mở đấy. Để hai. Mắc đâu? Ủa. Thì tôi vỡ. Ui, đây. Đéo gì nhỉ? Mắc đây. À đây xuống đây, quây gọn đây. Những cái đám như thế này nè. Kìa thằng kia đang nặng đang điểm lý tưởng ấy. Gì mắc? Con gì? Thấy bố đứng gì? Đứng hình đang ngủ. Đây bà con. Nó đây sao? Ở đây rồi. Thế biết rồi. À nó trong này á. Ừ. Nó ở đây rồi. Đây, mắc vào đây. Đây rồi. Thấy gì không phải. Nó phải thấy cơ quý ạ. Nó phải thấy cơ. Nó phải thấy nó mới được sửa. Nó phải thấy nó mới mới ấy. Ê. Thấy gì em á? Hả? Đâu con? Đâu? Thấy gì? Đứng ở đấy chờ rồi, đứng ở đấy canh rồi. Sao bên kia? Đâu bên kia? Mắc ơi. Anh đi. Rồi. Dưới đây trong này đâu rồi. Rồi. Đâu quá? Đâu? Quá hả? Ừ. Chưa thấy đéo ấy. Có như kia là có rồi. Dạ. Yeah. Đang nhìn gì đấy? Nào, anh mới sướng. Con này có to không? Đẹo ra nào. Từ để xem bên trong này nó có gì mà nó sủa. Khá là mạnh. Khá là bốn chào. Ôi. Trong đấy có mùi không? Có mùi không? Chưa thấy đéo. Mày xem bọn này. Chưa. Mắc ơi, đánh ngang con. Mắc, đánh ngang. Nhanh lên, để bố ẩn thằng này ra xem. Ơi, Mắc đi ra. Mắc đi ra. Mắc ra. Mắc ra. Con gì bao ra? Ui, từ ngoài kia con nào ở đây mà. Con nào ở đây nó cuộn đây ngay rồi. Đây. Đây rồi. Anh mày lật vẹo hòn này ra xíu. Rồi, cái hòn này đi. Mắc đi nhá. Đi mắc ra đây, mắc đi. Mắc ra ngoài con. Đi ra ngoài đi. Thôi mắc đi ra ngoài đi. Ra đây. Đấy, xem mọi người bật kìa. Đấy, tí nữa còn vào nhá. Nó chạy còn vào nhá. Mắc nhá. Đâu đứng này, còn này này, còn chân em dám này. Đây, cứ lật cái này trước. Ủa, cái đống chặt. Có cả con này không? Đúng rồi đấy.
đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái lật cái hòn này đi. À. Đây, tôi cần này ra đã. Đấy. Má ơi. Nè, má. Cắn bố ở đây à, má. Kìa, ra bố. Biết rồi, biết là bố biết rồi. Nó biết là bố biết rồi. Không ngửa được con đâu. Đấy, thấy cái là... Mẹ, tao đuổi nó chạy xoạt 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 đấy. À. Thấy cái là đứng hình, mắc hay đứng hình hoặc là đứng cái cắn cắn tiếng một chỗ. Anh mày bật thằng này lên là thấy nó nằm ở đây mà. Nó nằm ở dưới hố này. Đây, em đứng ở đây chứ. Đó, mình hất cái hố đấy nó hơi đứng hơi cao. Cái này nó cao. Hất ngang xuống ạ, hất ngang nó nhẹ hơn. Hất ngang nhẹ hơn. Mà mới nó mới có tay nó mới có thế. Từ từ. Mà sợ. Rồi. Đây là nó làm đây này. Ủa. Bác ơi đây này. Đây này bác ơi. Bác ơi. Đây con đây. Ngợi này. Ủa. Ui vàng ngương. Ôi trời ơi. Con này. Thận nó đằng góc. Sợ mắc ấy. Đấy. Mọi người này. Ui. Vẹo nào nhanh thua rồi. Vào vào trong kia. Ok ok ok. Ui 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 ui. Nó ra kia đấy. À con nối. Ui vào trong này. Vào. Vào trong này. À ra đây. Ra ngoài này. Bắt sao cái này mất rồi. Sao cái. Bắt. Ui. Đây con. Ui. Đấy chọc nó ra nhá. Đó, chọc đi. À. Ra đấy, con chứ này. Úi ra chưa? Ra đây. Con to. Ra gì cái con mất. Đấy. Sao con? Đi rồi, ngửa thôi rồi. Ấy. Nhanh nhá. Ui, con này nhanh thật. Chặn đầu, mắc chặn đầu. Cho ra ngoài này, cho nó phải. Rồi, được rồi, thấy không? Rút đi con. Mắc. Xuống đi. Kéo. Xuống đi cho bố. Đó. Đấy, mắc cắn, kéo cùng. Đó. Mày giữ. Ui, nó giữ ấy đâu. Đấy, đầu em ơi. Con mắc ơi. Mắc được không? Ui. Ấy. Đấy, tiếng nó cắn khác. Thôi con ơi, được rồi. Nó cắn vào người ấy. Đấy, mọi người này. Nó ra nhanh nhá. Con này ra phát này. Nó rậm rạp này là nó lượn. Đấy con ạ. Nó cắn nhiều mắt. Mắt. Ôi trời. Thôi. Thôi con này. Ui. Thôi. Đấy. Ok. Thôi không cắn nữa. Trứng em vứt xuống lấy túi đây cho. Thôi con nha. Mắc này. Bố dặn được đâu rồi. Nha. Thôi. Bố ở thôi. Mặt đấy, trong mọi người thấy thằng Mắc khủng như thế nào. Khi mà đi săn ấy. Chỉ cần lệnh thôi là thôi. Đấy là một trong những chú pitbull mà đến thời điểm bây giờ nó là đang đứng số 1 trong gia đình của mình. Mắc ơi. Mắc. Vào đây. Đây con. Đây. Vào đây. Đây mà. Mắc. Ra đây. Úi trời ơi. Ra đây. Đây con. Nhanh. Ra đây. Mắc ra. Ai nó cắn bộ mắc. Đấy mọi người thấy chưa. Đấy. Nói về Mắc đi khùng thì gia đình của mình thì mọi người đều biết rồi. Những ai yêu quý tem xã bản thực vùng cao thì chắc chắn là không thể nào mà bỏ sót anh Mắc khùng của chúng ta được. Đấy, hôm nay mấy anh em mình đi thì cũng bắt được một con chăn rất là to. Thì cũng có công của Mắc điên khùng rất là lớn. Này, mọi người. À, không với anh em mình bới. Okay. Bới hết cái chỗ này cũng mệt. Nó vặn này mọi người nhìn này. Này. Ui kìa. Mọi người thấy chưa? Đây là một công lớn là thuộc về anh Mắc đi cùng nhá. Cộng thêm mình với Quỳnh và Sướng. À, em bỏ túi đây.
Con này được 50 cân không Sư? Con này tầm 20-30 cân. Thế đấy. Thế là được. Trông to nhỉ? Thế là ngon đấy chứ. Mẹ giờ chân to không có này. Chân bé. Tầm 30-40 cân thôi. Đó, 40 cân. Ấy mọi người nhá. Thì buổi chiều hôm nay mình với Quỳnh Sướng cộng thêm Mắc Đi Khùng nữa. Đây. Này, thằng con trai à. Mọi người nhìn này. Nó rất là lớn. Cao đấy. À. Cao lắm rồi. Đấy mọi người. Đi săn là có lâu lắm rồi không cho anh Mắc đi săn. Thì hôm nay cho anh Mắc đi săn thì anh ấy đã có chiến công lẫy lừng của anh rồi mọi người nhá. Thì video này mình xin kết thúc ở đây. Mọi người xem video thì nhớ like cái kênh của mình cũng như ủng hộ cho Tòa Đẻ anh em trong tem sản phẩm từ vùng cao. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Đi con. Điểm quan trọng nhất là thôi, thế là thôi không cắn nữa. Thì thế thôi. Yeah.